King. Chiếu lên camera. Chắc là mọi người vô đó, mình có thể bắt đầu được. Anh và cái cha là xong kỹ mọi người đang phát trực tiếp mà chắc mọi người cũng số lượng user cũng đủ ra. Ừ. Thì... Okay. Xin chào tất cả mọi người đã đến với buổi webinar của CloudX ngày hôm nay. Thì tiếp theo chuỗi series webinar của, dành cho doanh nghiệp thì đợt trước đó chính là coaching GCP. Thì đợt này chúng ta sẽ có thêm một cái chủ đề hoàn toàn mới, đó chính là về data. Cụ thể hơn đó chính là data analytics on GCP, tức có nghĩa là phân tích dữ liệu trên GCP. Thì rất là quen thuộc với lại những MC của chúng ta ngày hôm nay rồi, thì mình sẽ đi tiếp vào agenda đầu tiên, đó chính là who are we, chúng tôi là ai, thứ hai data ETL, thứ ba analytic BigQuery, thứ bốn phần summary và thứ năm là phần Q&A time. Thì đối với lại mình đang livestream ở trên Facebook thì ở những có những câu hỏi nào mà mọi người muốn có những câu trả lời trực tiếp từ chuyên gia của Google Cloud thì mọi người cứ nhắn tin vào cái phần chatbox hoặc là cái phần comment ở dưới Facebook ấy, thì tới vào phần Q&A time thì thầy sẽ đọc câu hỏi và hỏi trực tiếp anh Khánh của nhà mình luôn nha. Ok, thì tiếp theo về phần đầu tiên, introduce speaker cũng rất là quen thuộc và những rất là nhiều số của webinar của CloudX rồi. Thì ở các cạnh mình đây là anh Khánh, Cloud Engineer, và mình là Thảo, hiện đang phụ trách phần HR và Communication của CloudX. Thì anh Khánh có thể chào mọi người được không ạ? Chào các bạn, mình là Nguyễn Đình Khánh, mình đang là Cloud Engineer tại công ty CloudX Việt Nam. Mình cũng đã cùng với Thảo thực hiện rất nhiều buổi webinar giới thiệu về các sản phẩm của GCP. Thì hôm nay chúng mình lại tiếp tục các chuỗi series webinar giới thiệu các sản phẩm về trên GCP. Đặc biệt hôm nay là chúng ta chủ yếu tập trung vào phân tích dữ liệu. Trên là phần data ha mọi người. Tiếp theo là mình vào phần thứ hai, data ETL. Thì sẵn tiện đây, Thảo xin nói về một xíu về những sản phẩm của GCP. Thì những sản phẩm của GCP đâu đó gần hơn 100 sản phẩm, nhưng mà ở trong webinar của chúng ta ngày hôm nay, Thảo chỉ liệt kê ra một số những sản phẩm chính của Google và chia ra thành các category như là về phần management, về phần quản lý thì mình sẽ có Stack Driver, AIM Support, phần Compute là phần máy ảo thì có rất là quen thuộc về những webinar trước là phần Compute Engine, cũng có rất là nhiều cái phần gọi là thực tập ở trên YouTube mà chuyên gia của Google Cloud, của CloudX đã thực hành ở trên đó là về phần Compute Engine. Về phần Kubernetes Engine thì đây là cái vấn đề mà bên Thảo nhận được rất là nhiều lời mà kiểu giống như là doanh nghiệp gọi tới và tư vấn, hỏi tư vấn về Kubernetes Engine. Thứ ba Cloud Run, thứ tư Cloud Function, thứ năm là App Engine. Về phần Storage, phần lưu trữ có Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Data Store, Cloud Bigtable và Cloud Spanner. Phần networking, networking ở đây là VPC, Load Balancer, Cloud CDN và Interconnect. Thì không biết là anh Khánh có thể giải thích rõ cho mọi người hơn cái cụm từ networking ở đây có nghĩa là gì không anh? Ở cái category networking này nè, thì nếu mà phần gọi là phần chuyên môn thì anh Khánh sẽ hiểu rõ hơn Thảo và có thể giải thích sơ về mọi người về cái networking này. Thực ra phần networking này là phần mạng của GCP. Thì GCP Google Cloud Platform chính là một cái nền tảng của Google về liên quan về tính toán, và Google cũng thực hiện là ảo hóa các cái phần mạng luôn của cái platform này. Cụ thể là khi mà các cái sản phẩm GCP chạy độc lập với nhau thì nó chạy độc lập, nó giải quyết các bài toán khác nhau, nhưng mà muốn liên kết lại các cái sản phẩm đó vào nhau thì chúng ta cần phải có cái phần mạng này để liên kết chuyển dữ liệu giữa các sản phẩm đó, và
cái phần mạng này để thực hiện kết nối với mạng bên ngoài, cụ thể là mạng internet hoặc mạng nội bộ của các doanh nghiệp. Tức có nghĩa là đối với tất cả những sản phẩm của GCP thì cái phần networking này chính là những cái phần mạng mà tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau qua cái phần mạng này để có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Ok, và tiếp theo là phần chính của chúng ta ngày hôm nay về phần data. Data ở đây có BigQuery, Data Flow, Data Prop, PubSub và Data Lab. Cái cạnh đó là một phần cực kỳ hot vào những thời gian gần đây, đó chính là về machine learning. Thì cái cụm từ machine learning này không những ở phần mà những cái mảng kỹ thuật biết, mà là về business hoặc là bên marketing cũng biết về cái machine learning này. Thì machine learning này có một cái điểm đặc biệt, đó chính là AI platform. AI platform là về hình ảnh, về video, về những cái gọi là vision đó, hiện lên. Thì thứ hai là speech to text, là chuyển hóa từ văn bản, chuyển hóa thành giọng nói thành văn bản. Vision API, Translate API. Translate này cực kỳ quen thuộc so với là những người dùng như em luôn anh. Đó chính là về phần Google dịch và video API. Và đó là phần về machine learning. Thì tiếp theo đó chính là những launcher. Launcher ở đây là về bên thấp party và bên Google kết hợp để cung cấp những cái dịch vụ này một cách tối ưu hơn. Đó là có Brocade này, Spinnaker, Redix hoặc là PHP. Đó là một số những cái launcher mà Google kết hợp và hợp tác với những bên này để ra những cái công cụ GCP nó tối ưu hóa và hiệu quả nhất dành cho doanh nghiệp. Đúng vậy. Mình bổ sung một chút, tức là launcher, tại sao lại xuất hiện launcher, là bởi vì cái bài toán thực tế là một mình cái hệ thống GCP, cái nền tảng Google Cloud Platform này, nó chỉ đáp ứng được một phần những cái bài toán doanh nghiệp thôi. Do vậy là có những bên công ty thứ ba thì người ta kết hợp mới với này, cái GCP này, tạo ra những cái giải pháp, những sản phẩm nữa để đem lại cái sản phẩm thân thiện với người dùng, những doanh nghiệp hơn. Thì nó xuất hiện cái bài toán là có cái bên thứ ba launcher này. Thì bên GCP cũng kết hợp với rất nhiều những launcher nổi tiếng trên thế giới như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, trên slide. Tiếp theo nữa mình xin phép mình vào luôn cái phần về phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu ở đây thì em thấy có số 69 với cái số 71 này, thì không biết nó là về cái phần nào anh ha. Thì thực tế là hai cái số này là do cái một cái bản thông báo thống kê của cái công ty nổi tiếng trên thế giới là New Advent Partner thống kê vào tháng 2 năm 2019. Thì họ thống kê trên 1.000 doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới, trong Fortune 1.000 thì họ phát hiện ra rằng là 69% là các cái doanh nghiệp này chưa sẵn sàng chuyển đổi sang một cái tổ chức hướng tới dữ liệu, và có tới 71% là họ được báo cáo là các cái doanh nghiệp là chưa sẵn sàng cho một cái văn hóa dữ liệu. Thì cái việc dữ liệu thì rất chi là quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như người dùng thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà trên thực tế thì đang có cái những cái số liệu cụ thể như thế nào? Dạ, cái số liệu này thật sự nó rất là cao và nó ở trong cái phần gọi là khá luôn. Từ 69 tới 71 là đã hơn 50% rồi. Thì bây giờ mình có làm cách nào để tăng cái độ awareness cho mọi người về cái tầm quan trọng của data dành cho doanh nghiệp không ạ? Thì chính vì cái số liệu này và cái thực trạng hiện tại nữa, thì như các bạn đang nhìn thấy trên slide trên màn hình, thì các doanh nghiệp đang gặp những cái vấn đề sau mà khi mà muốn chuyển đổi dữ liệu, tức là các cái khả năng mà cơ sở tầng có thể là scale mở rộng để đáp ứng các bài toán về dữ liệu, và cái việc mà tìm những cái nguồn nhân lực cốt lõi chủ yếu để đáp ứng cái bài toán dữ liệu, và các cái việc giảm chi phí optimize cost, thì các doanh nghiệp mà khi muốn chuyển đổi lên cái hệ thống big data thì đang gặp ba vấn đề này. Thì từ những cái số liệu trên và kết hợp với những vấn đề hiện tại thì Google đã đưa ra cái giải pháp rất chi là đơn giản để giải đáp cái bài toán phân tích dữ liệu. Thứ nhất là họ xây dựng những cái dịch vụ mà serverless, tức là người sử dụng, doanh nghiệp có thể ứng dụng luôn các sản phẩm đó mà không cần quan tâm đến cơ sở tầng, không cần quan tâm đến việc cài đặt server. Thứ hai nữa là họ đưa ra những công cụ phân tích mà có thể là toàn bộ cái life cycle, tức là chu kỳ của data. Chu kỳ data tức là nói đơn giản thì data dữ liệu là một vật thể gì đó đi, thì mình hình dung là nó cũng có một chu kỳ như chu kỳ của cây hoặc chu kỳ đời người như vậy, tức là nó sẽ có những trạng thái chuyển đổi như vậy, tức là như là học cấp 1 cho học cấp 2, học cấp 3, đại học kiểu như vậy đó. Thì là data cycle data thì chính là cái đó.
Tiếp theo nữa là một cái mà Google nó đang trọng tâm nữa là họ embed từ ML, tức là họ sẽ gắn sẵn cái ML từ machine learning, tức là máy học, vào trong các sản phẩm, một vài sản phẩm của họ. Và cuối cùng và thứ tư nữa là họ tối ưu hóa cái OSS. OSS là cái open source, tức là họ sử dụng rất nhiều các kỹ thuật open source để giảm cái chi phí, là không phải trả cái license, tức là cái bản quyền cho các phần mềm. Cái phần cuối cùng họ họ build cái enterprise, tức là họ có thể scale với mức độ rộng hơn. Tôi có nghĩa là đối với lại một doanh nghiệp mà và một cái vị trí startup từ 1 tới 3 năm đi thì chỉ cần nguồn dữ liệu như thế thôi, nhưng mà khi mà upscale lên, là khi doanh nghiệp to ra và có nhiều chi nhánh mới, thì Google Cloud cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể upscale được tới những cái dung lượng nào mà doanh nghiệp đấy muốn. Và tất nhiên đó chính là optimize cost, là tối ưu hóa hiệu quả chi phí dành cho doanh nghiệp. Đúng vậy đó. Thì Google đưa ra những cái sản phẩm, là những cái sản phẩm, những cái giải pháp để đơn giản như vậy. Chúng ta vào cụ thể hơn là nó là như thế nào, thì Google đưa ra cái quá trình, cái nền tảng để đáp ứng cái dữ liệu, gồm có là capture, tức là mình lưu trữ dữ liệu, gộp dữ liệu ở các cái nguồn khác nhau. Thứ hai là xử lý dữ liệu. Xử lý dữ liệu thì GCP sẽ cung cấp một vài cái sản phẩm công cụ như Cloud Data Flow, DataDrop. Sau khi mà chúng ta xử lý dữ liệu sơ qua rồi, thì chúng ta sẽ phải lưu dữ liệu ở trên các cái data lake, tức là cái hồ dữ liệu, hoặc là data warehouse, tức là nơi lưu trữ dữ liệu. Chúng ta hình dung là data warehouse như là cái nhà kho, nơi trốn á, nhà kho để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu ở đây có thể là rơm rạ hoặc là các cái dụng cụ gì đó, chúng ta hình dung như vậy cho nó dễ hiểu. Tiếp theo là phân tích dữ liệu, thì dựa những cái dữ liệu mà chúng ta đã lưu trữ ở trong các cái nhà kho, data warehouse này, thì chúng ta sẽ có các công cụ. Ở đây là hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào BigQuery, công cụ này để phân tích dữ liệu. Và cuối cùng là sau khi chúng ta phân tích xong rồi, thì chúng ta sẽ có những cái công cụ để hiển thị cho người dùng, hoặc là Cloud AI Service, tức là cái này sẽ sử dụng những cái đầu ra của cái việc phân tích dữ liệu. Thì chúng ta vào một chút những cái sản phẩm phân tích, những cái sản phẩm mà cái slide trước mình đã nói. Thứ nhất là cái Cloud WebSap và cái Data Transfer Service, tức là dịch vụ chuyển dữ liệu. Ở đây như các bạn nhìn thấy trên slide đó, thì tại sao nó có xuất hiện cái vấn đề là Data Transfer Service, tức là cái dịch vụ di chuyển dữ liệu. Thì đối với cá nhân thì dữ liệu rất là ít, nhưng mà đối với doanh nghiệp thì có những doanh nghiệp là có thêm 100 TB, 100 TB. Với cái tình trạng mạng như hiện nay, tức là từ 10 Mbps trên giây, thì cái việc di chuyển dữ liệu từ các máy chủ của các doanh nghiệp tới nên cái điện toán đám mây của bất kỳ nhà cung cấp điện toán đám mây nào đó nữa, thì như số liệu các bạn nhìn thấy, như ở đây là 340 năm hoặc là 3 năm hoặc là 34 năm. Những cái số liệu này thì cho chúng ta biết là cái việc phát triển công nghệ thông tin nhanh hiện nay, mà những cái mà chúng ta không áp dụng những cái giải pháp nào nữa, thì là doanh nghiệp sẽ ngay cả việc di chuyển đi nữa dữ liệu lên điện toán đám mây thì rất tốn rất nhiều thời gian, và do đó cái tính cạnh tranh rất là thấp. Bởi vì vậy là Google GCP, nền tảng GCP đưa ra cái dịch vụ di chuyển dữ liệu, cụ thể là di chuyển dữ liệu từ transfer opinion, từ các cái máy chủ của doanh nghiệp lên cloud, hoặc BigQuery transfer service. Đây là mình giới thiệu qua những cái khái niệm vậy thôi. Còn những doanh nghiệp mà gặp những cái bài toán nào đó, thì có thể là với số lượng dữ liệu bao nhiêu, đủ chuyển bao nhiêu, thì có thể liên hệ trực tiếp với Clive để nhận được những tư vấn thiết thực nhất và phù hợp nhất dành cho doanh nghiệp. Mình tiếp theo đi vào một slide nữa, tức là cái dịch vụ transfer opinion này, thì chúng ta sẽ liên hệ với bên Cloud A, hoặc qua Cloud A thì bên Google sẽ mang cái phần cứng đến, có cái bạn nhìn thấy cái mã hóa bên mé đây, tức là đã mã hóa dữ liệu này rồi, và đến doanh nghiệp của các bạn và copy cái doanh nghiệp đó vào cái phần cứng này và đem về Google và đưa lên điện toán đám mây. Thì cái này rất nhanh, thì thường thường khoảng trong 2 đến 3 tuần tùy từng vị trí của doanh nghiệp, thì là nhanh hơn cái số liệu mà chúng ta vừa xem cái slide vừa nãy, nó khoảng 3 năm hoặc là hơn nữa. Wow. Tiếp theo nữa là mình giải thích cho các giới thiệu cho các bạn cái dịch vụ, cái sản phẩm Cloud WebSap của Google. Thì Cloud WebSap này thì cũng giải quyết cái bài toán là truyền dữ liệu hoặc là tập hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, nhưng mà trong trường hợp này là
dữ liệu thì có thể là truyền trong cái môi trường là không đồng bộ, tức là khi mà chúng ta truyền một cái message từ cái thiết bị này lên lên cloud nữa thì cloud WhatsApp sẽ giải quyết là vấn đề đó, thì cái dữ liệu đó sẽ không bị mất, mà ví dụ có thể mạng có vấn đề gì nào nữa thì sau một thời gian thường thường là chậm nhất là 24 giờ thì dữ liệu đó sẽ được truyền lên. Thì một vài cái đặc trưng của cloud WhatsApp như là dịch vụ toàn cầu hoặc là có thể là kết nối với cloud data flow. Mình sẽ đi nhanh tiếp về cái phần phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu thì chúng ta có được cloud data flow, data prop và data prep để làm sạch dữ liệu. Và ngoài ra nữa thì Apache Beam này là cái dịch vụ open source ở bên ngoài. Thì như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì các cái dữ liệu ở đây chạy qua data flow thì sẽ sắp xếp thành những cái dữ liệu đẹp hơn. Thì cái data flow này cũng là một cái dịch vụ serverless, tức là doanh nghiệp chỉ việc xài luôn và trả tiền cho Google những cái mà chúng ta xài thôi, không cần quan tâm đến cơ sở cả. Giới thiệu tiếp về data prop. Data prop cũng như vậy, nhưng mà data prop chạy trên cái nền tảng khác, tức là các cái cluster. Cluster, biết Thảo có biết cái khái niệm cluster không? Anh có thể nói về chuyên môn và một cách dễ hiểu và không dùng từ chuyên môn về IT thì em có thể hiểu được. Ok, cluster. Cluster tức là cái bài toán đưa ra là dữ liệu này xử lý dữ liệu lớn và chúng ta cần một cái khối lượng tính toán rất chi lớn. Cluster là tập hợp những cái máy tính lại. Thì Google đã cung cấp một cái dịch vụ là compute, là các cái máy tính xây dựng cái máy ảo. Thì bây giờ tùy từng cái các bài toán doanh nghiệp thì chúng ta có thể là kết hợp ba cái máy ảo với nhau hoặc năm mấy cái ảo với nhau. Thì cluster này tức là một cluster chính là một cái máy ảo luôn, thì chúng ta sẽ tập hợp tất cả các máy ảo vào nhau thì tạo thành một cluster. Thì bởi vì cái sản phẩm này cũng có thể auto scale nên là nó sẽ tự động, nó sẽ lấy thêm các cái máy ảo vào để tính toán cho những cái dữ liệu lớn nhiều, còn nếu mà dữ liệu nó giảm xuống thì nó sẽ bỏ bớt cái máy ảo ra. Thì bởi vì đây là tính toán coi như là nhiều máy, thì đây cũng là một nền tảng mà chủ yếu người ta di chuyển những cái open source, tức là các cái Hadoop, cái Spark này lên cái nền tảng của Google. Thì trong đây thì chúng ta tiếp theo nữa là sau khi dữ liệu di chuyển xong rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên cất dữ liệu vào đâu đó, thì là data warehouse, tức là lưu trữ dữ liệu. Cất dữ liệu vào đó thì chúng ta sau này có dữ liệu đó rồi thì chúng ta có thể ứng dụng vào rất nhiều cái, và chúng ta làm và để đào tạo nó AI, ML hoặc là phân tích nó. Có BigQuery, Cloud Storage. Cloud Storage thì cái sản phẩm này tương đối là quen thuộc với những người mới bắt đầu tìm hiểu về GCP. Không biết Thảo có những cái hiểu biết gì về cái Google Cloud Storage không? Em chỉ biết đó là một cái nơi để lưu trữ về data, về những cái data mà chưa xử lý cũng như là được xử lý rồi. Thì đúng là cái Thảo như thế là cũng tương đối chuẩn rồi. Nhưng mà cái này thì dễ hình dung lắm, bởi vì cái này nó tương tự, nếu mà về cái cấu trúc bên trong của nó thì về mặt kỹ thuật đó, thì hơi hơi khó, nhưng mà về mặt sử dụng đó, thì có thể hình dung nó như là những cái folder trên cái máy tính của mình, trên máy tính Windows hoặc trên máy tính Mac. Nó tương tự, nó quản lý những file ảnh, những folder, tạo những folder khác nhau. Thì cái khái niệm của nó là thế, bất kỳ, nhưng mà nhìn trên giao diện đó, thì nó giống như folder, thì mình cũng kéo thả upload thì cũng giống như Google Drive. Thì họ cái đây nó chủ yếu lưu trữ những cái dữ liệu như vậy. Còn BigQuery thì là dữ liệu nó phục vụ những cái câu truy vấn theo dạng SQL hoặc cái dạng cơ bản khác. Thì như đây các bạn đang nhìn thấy trong hình, thì Google Cloud Storage nó chia ra làm bốn cái chủng loại, là multi-region tức là lưu ở các vùng khác nhau, các data center khác nhau, region là lưu trữ trong một cái vùng dữ liệu, và còn hai nữa là Reliant và Conai. Thì hai cái phần này chủ yếu là phục vụ backup và phục vụ thu hồi tạm bã. Theo như Thảo, những kiến thức mà Thảo đã học từ khi vào Cloud A với lại tham gia nhiều cái buổi seminar, webinar, thì theo Thảo biết đấy, thì cái chủng loại là các cái sản phẩm category nào, một trong bốn cái này, thì cái nào là có cái chi phí là thấp nhất? Theo em
nếu mà chi phí thấp nhất là đối với lại những cái size nhỏ nhất thì là về Conline đúng không anh? À đúng rồi đó, Conda này là dữ liệu của lưu trữ dữ liệu, tức là data asset một năm một lần khoảng như vậy. Còn cái này thì khoảng một tháng một lần để dùng được backup. Vậy là từ khi thảo vào công ty này cũng học được rất nhiều kiến thức về GPA. Dạ, thực sự là như vậy. Còn tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ở đây là slide này của Google cung cấp, thì Google vừa giới thiệu với chúng ta là những cái sản phẩm mà những công ty đang sử dụng những cái sản phẩm của GCP. Như thế chúng ta nhìn thấy trên đây có Vimeo, Spotify và các doanh nghiệp khác. Spotify, em biết ở đây là Spotify, Coca-Cola và Wix.com. Về Motorola và Philips thì cũng đã rất là nổi tiếng rồi, mọi người ai cũng biết. Thì Philips thì như chúng ta nhìn thấy trên màn hình đây là IoT, là chủ yếu là những cái sản phẩm mà cái vạn vật hấp dẫn, tức là những cái ví dụ TV hoặc tủ lạnh chẳng, thì họ gắn những cái con chip và chúng nó những cái thiết bị này kết nối với internet với nhau để chúng ta tạo dữ liệu. Thì về phân tích dữ liệu thì chúng ta có sau khi lưu trữ rồi thì chúng ta có thể là visualize, tức là hình tượng đấy, tức là làm cho cái dữ liệu đó có thể nhìn thấy rõ, tức là những cái biểu đồ bằng Google Data Studio, hoặc là chuyển những dữ liệu đó cho các nền tảng về AI, về trí tuệ nhân tạo hoặc ML là máy học, hoặc là TensorFlow, tức là TensorFlow cũng là một cái nền tảng về ML, nhưng mà cái nền tảng này là open source. Ở đây thì giới thiệu qua một chút về những cái sản phẩm liên quan đến AI và ML của Google, thì những cái Google cung cấp những sản phẩm mà đã được đào tạo trước và những cái sản phẩm mà chưa được đào tạo chờ dữ liệu. Chúng ta sẽ tự đào tạo, tự training nó thành model để chúng ta dùng. Ví dụ như là Cloud Vision, Cloud Vision, Natural Language. Thì chúng ta chủ yếu trong cái buổi webinar hôm nay, chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào cái BigQuery, một sản phẩm của Google. Thì trước khi mà mình qua phần thứ ba thì đã rất cảm ơn anh Khánh đã nói về hai phần đầu tiên. Thì ở đây Thảo có nhận được một câu hỏi của bạn Bảo Nguyễn, vậy summarize lại GCP là VMware. Bạn ấy hỏi về GCP có phải chủ yếu là về VMware hoặc là hóa là về VMware không? Thì cái câu trả lời này thì nó sẽ là ở cái phần đầu tiên khi mà Thảo giới thiệu những cái dịch vụ của Google á, thì GCP VMware là một trong những sản phẩm của Google ở trong phần là storage, là phần lưu trữ. Đúng không ạ? VMware cho xem. VM thực ra là cái VM này là có hai cái cách hiểu. VM tức là Virtual Machine. Virtual Machine này tức là Google GCP cung cấp, VM là các máy ảo. Nhưng mà có một cách hiểu thứ hai nữa, VMware tức là một cái nền tảng gọi là ảo hóa, nền tảng đám mây. Thì thường thường chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta là dân lập trình nhá, thì chúng ta sẽ biết được là những cái sản phẩm như VirtualBox, VMware. Thì VMware chính là một công ty lớn để ảo hóa. Thì cái này là vấn đề về Google cung cấp nền tảng GCP, thì Google sẽ có một cái data center chạy ở dưới, còn bao nhiêu máy chủ gì đó, và chúng ta chỉ sử dụng một vài cái máy VM thôi. Thì Google phải ảo hóa những cái máy chủ đó để cho người dùng sử dụng trên giao diện web, người dùng không cần biết là data center ở đâu, cái gì đó, chạy những máy chủ nào. Thì theo như mình biết về cái kiến trúc cơ sở tầng của Google xây dựng, thì chúng ta thì Google dựa trên cái nền tảng VMware để build lên cái hệ thống của GCP này. Ok, chúng ta cảm ơn bạn là Bảo Nguyễn đã đặt câu hỏi, và chúng ta đi tiếp phần tiếp nữa là phần thứ ba là phần là phân tích dữ liệu chủ yếu là sản phẩm BigQuery. Mình giới thiệu qua một chút về BigQuery. Thì sự ra đời của BigQuery thì từ trước nay thì chúng ta sẽ phân tích dữ liệu data warehouse truyền thống của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ về cơ sở tầng, về deployment, config thì phát triển, rồi là monitoring tức là giám sát của nó. Và chúng ta chỉ có 15% để chúng ta tập trung vào phân tích dữ liệu thôi. Và sau khi mà doanh nghiệp hoặc là người dùng chuyển đuổi lên cái BigQuery data warehouse này, thì chúng ta sẽ có được 100% để chúng ta phân tích cái dữ liệu, bởi vì những cái phần cơ sở tầng này thì GCP Google đã nói cho chúng ta rồi.
thì Google BigQuery thì về đặc trưng của nó thì có mấy cái đặc trưng sau. Thứ nhất là phục vụ đến enterprise data warehouse cho phân tích, tức là cái dữ liệu là nó đáp ứng được những cái bài toán dữ liệu lớn của các doanh nghiệp lớn. Thứ hai là nó có khả năng đáp ứng được cái auto scale tới petabyte, từ gigabyte đến petabyte. Thì Thảo có cái biết gigabyte thì chắc là biết rồi ha. Gigabyte xong tới terabyte xong tới petabyte. À đúng rồi đúng không? Thế thì một gigabyte, một terabyte thì bằng bao nhiêu gigabyte? Nó là về số anh. À, về số nha, anh vật lý chứ. Nó bằng 1.000, 1024, chính xác là 1024. 1024. Ừ, 1.000 hơn 1.000. Vậy là tiếp theo một đặc trưng nữa là encrypt. Encrypt tức là cái này tất cả một dữ liệu đã được mã hóa. Cái này là theo chuẩn của GCP rồi. Là mã hóa toàn bộ dữ liệu thì không tránh bị lọt dữ liệu, bị mất dữ liệu của người dùng. Google Cloud có full managed service, tiếp theo là real time, tức là chúng ta sẽ phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Chúng ta có cái built in ML, tức là có cái máy học ở trong cái Google BigQuery rồi, và chúng ta chỉ thực hiện một query mà chúng ta có thôi. Chúng ta có BI engine, tức là business intelligence. Thì nhìn theo như cấu trúc của của BigQuery, chúng ta xem qua một chút để BigQuery thì chúng ta dễ hình dung hơn. Thì BigQuery sẽ chia làm hai phần, thứ nhất là phần tính toán bạn đang nhìn thấy trên đây, tính toán rất cao, và thứ hai nữa là phần lưu trữ. Thì hai cái này nữa nó liên kết với nhau, nó trao đổi thông tin với nhau qua cái petabit network, tức là một cái mạng rất chi là mạng để chúng ta nhận những dữ liệu đầu vào, streaming hết và chúng ta xử lý trong đó và chúng ta output ra. Thì như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta có cái BigQuery build ML, thì chúng ta sẽ thực hiện một vài câu lệnh như này, thì chúng ta đã có một cái model để chúng ta chạy một cái dự đoán, một vài kết quả gì đó rất chi tiện lợi ha. Thì ở trên đây lại tiếp tục, đây là tài liệu của Google cung cấp cho các partner, open partner, thì chúng ta biết là những cái doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng cái BigQuery. Lại tiếp đến phần câu hỏi là cho Thảo là trên màn hình này thì Thảo quen biết những doanh nghiệp, những thương hiệu nào mà đang sử dụng cái sản phẩm BigQuery của Google? Thực sự ra mà lúc mà mình nhìn vào đây á, thì thấy rất là nhiều cái branding nó rất là quen thuộc với mình, nhưng mà không biết hết. Thì đâu đó đối với là Thảo biết là Domino's Pizza, anh cũng biết cái sản phẩm này luôn. Về Spotify, về HSBC là ngân hàng, về Motorola và về Gojek. Thì Gojek này là bên Go Việt đúng không ạ? À đúng rồi, Gojek bên Việt. Thì Gojek này bên Go Việt là cái phần gọi là di chuyển, rồi là phục vụ cho cái vận chuyển ấy. Thì có rất nhiều dữ liệu về cái vị trí của khách hàng, đơn hàng các thứ, thì người ta cũng dùng những cái dữ liệu đó, người ta chuyển đến BigQuery và người ta giải đáp những cái bài toán của doanh nghiệp đó. Tiếp theo chúng ta đi phần tiếp là phần tư, phần cuối cùng là phần tổng kết. Thì như là chúng ta đã biết trên cái sơ đồ này, và chúng ta có những cái sản phẩm của Google để đáp ứng cái việc thu thập dữ liệu, rồi là phân tích dữ liệu, lưu dữ liệu, và đây là xử lý dữ liệu, xin lỗi các bạn, xử lý dữ liệu, và phần cuối cùng là phần phân tích dữ liệu. Thì ở đây GCP đưa Google đưa ra những cái solution, tức là những cái giải pháp cho những cái bài toán khác nhau. Nhưng trên thực tế GCP đưa ra hai cái giải pháp cho các bài toán, ví dụ như bài toán về IoT, tập dữ liệu trên IoT, hoặc là backlog. Thì như các bạn ấy trên Cloud Backup, bạn nhìn trên màn hình thì Google đưa ra những cái giải pháp như vậy để tương ứng với những cái dành với nhau. Còn trong những cái các bài toán đặc thù hơn thì chúng ta thứ nhất là liên hệ với CLA, để các chuyên gia CLA đi tìm ra những cái giải pháp tương ứng với doanh nghiệp đó, bài toán doanh nghiệp đó. Đây là cụ thể hơn nữa là đây là bài toán IoT, thì là các cái dữ liệu từ IoT, tức là các cái thiết bị vạn vật kết nối, sẽ chuyển lên Cloud Backup. Cloud Backup sẽ gửi các cái dữ liệu này thường thường là thông qua data flow và vào BigQuery, và sau đó lên Google Data Studio, và sau đó thì sẽ dữ liệu này sẽ gửi đến cái máy
nhưng trên nền nhạc cái dữ liệu chuyển cho các cái nhà phân tích cái dữ liệu đó, ý nghĩa của dữ liệu như nào. Tiếp theo, mỗi một bài toán chúng ta thường gặp vào trong các cái trang thương mại điện tử thì chúng ta có thể là những cái nền tảng Google, YouTube Ads hoặc là các AdWords này, chúng hiệu quả của cái việc marketing hoặc chạy quảng cáo là như thế nào, thì dữ liệu đó được lưu trữ vào BigQuery, dữ liệu này về sales siêu phòng, rồi cả các doanh thu doanh số, rồi Facebook cũng đưa vào BigQuery và chúng ta làm sạch trên bằng cái data prep. Sau đó dữ liệu chuyển qua Dataflow và trung tâm của xử lý mọi vấn đề vẫn là BigQuery. Sau đó rồi chúng ta sẽ qua Data Studio hoặc Looker Table để đưa ra những cái biểu đồ, những cái chart như này để cho các nhà phân tích dữ liệu người ta sẽ điều chỉnh những cái chiến lược marketing hoặc là chiến lược sale như nào cho phù hợp. Đây lại là một cái bảng thống kê của Google tiếp. Thì các cái doanh nghiệp và những cái doanh nghiệp lớn mà đang có cái chuyển đổi về cái business dựa theo cái data này, thì như chúng ta nhìn thấy như là Salesforce hoặc là những cái công ty lớn trên thế giới, Spotify hoặc là IZ, tức là những cái công ty này rất tích cực ứng dụng những cái việc chuyển đổi cái dữ liệu lớn theo cái hướng business. Và phần thứ năm là phần Q&A, thì chúng ta sẽ cùng nhau check xem là trong cái thời gian diễn ra cái webinar này, phía các bạn theo dõi thì những người theo dõi có những câu hỏi nào đặt ra cho chúng tôi sẽ trả lời các bạn đây. Thì Thảo thấy có một câu hỏi, có một cái câu nhắn với Clarice là gửi clip, gửi link YouTube sau khi hết livestream thì cái link này thì ở trong cái sự kiện này á, thì trước khi mà diễn ra sự kiện thì Thảo có gửi cho mọi người một cái link gọi là link đăng ký, thì mọi người cứ đăng ký vào link đó thì khi mà reply email lại thì sẽ là cái link YouTube này nha. Tạm thời không có câu hỏi nữa ha. Dạ. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi webinar của Chloe ngày hôm nay. Đối với lại Next GCP webinar của giữa Thảo và anh Khánh sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, thì đây chính là một cái phần gọi là phần Data Analysis Part 2, là về hands-on on Big Data, và người thực hành chắc chắn là sẽ là em đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Thảo hôm nay sẽ cùng với các bạn đã cùng tìm hiểu qua phần lý thuyết rồi, thì tháng 8 hẹn các bạn vào ngày 24 thì chúng ta sẽ thực hành thực tế xem là BigQuery rồi là cái phân tích Big Data thực tế, một cái bài toán thực tế nó sẽ như thế nào. Thảo sẽ cố gắng để có thể thao tác hands-on trong Big Data ở Data Analysis Part 2 vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 cùng với anh Khánh nha mọi người. Ok. Tiếp theo là trong cái quá trình các bạn thực hành nhé, hoặc là các bạn có vấn đề mà các bạn gì mà cần giải đáp thì các bạn có thể liên hệ với một vài thông tin chúng tôi đang chiếu trên slide. Phần cuối cùng là hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi và tham gia buổi webinar của CloudX hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi webinar vào tháng 8.